Một giống gai có sức sinh trưởng tốt, năng suất cao hơn từ 2 đến 2,5 lần so với các giống gai truyền thống. Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận chính thức và được phép canh tác rộng rãi. Rất phù hợp để thay thế các cây trồng truyền thống kém hiệu quả trên các sườn đất dốc khu vực Tây Bắc. Vỏ sợi gai được bao tiêu đầu ra toàn bộ với giá ổn định. Vậy, đây là giống gai nào? Chuỗi liên kết trồng cây gai này đang thu hút sự tham gia của người dân tại các địa phương ra sao? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Nông nghiệp 4.0 hôm nay. Năm 2018, bà Phạm Thị Thanh là một trong những hộ nông dân trồng cây gai xanh AP1 đầu tiên tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích gai này hiện đã cho thu hoạch năm thứ ba. So với các cây trồng khác từng trồng tại địa phương, bà Thanh cho biết chưa có cây trồng nào hiệu quả bằng cây gai xanh bà đang trồng. Mía có, sắn có, keo có, ngô có, nhưng mà không có chi hiệu quả bằng cây gai cả. Bây giờ nhà tôi hiện tại 18 héc gai, là cứ một ngày nếu mà sáng mai ra là mang quân đi là về, là mang đông quân thì trừ hết đi về được 15-20 triệu. Đấy mà đến lứa tới đây là nhà tôi là phải mang về với 10-20 triệu thì mới kịp trừ hết đi đó. Mà bây giờ là Covid kinh tế khó khăn, nhiều người làm ăn khó khăn, nhưng mà cái cây gai này lại hiệu quả. Cây gai xanh sau khi trồng 3 tháng sẽ cho thu hoạch, một năm thu hoạch được 4 lứa, đặc biệt trồng một lần có thể thu hoạch được 10 năm. Theo bà Thanh, cây gai xanh sinh trưởng tốt, đẻ nhánh khỏe, chiều cao cây đạt tối đa tới 3 mét, cây ít bị sâu bệnh. Trong quá trình trồng không phải sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật như các cây trồng khác. Sản phẩm vỏ gai sau khi tuốt được nhà máy bao tiêu toàn bộ đầu ra. Vì thế, từ 1 hecta ban đầu, sau 3 năm, gia đình bà Thanh đã quyết định chuyển đổi 18 hecta đất đồi trồng ngô, trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây gai. Lứa đầu tiên nha, là nhiều cỏ vất vả thật. Sau bắt đầu là lứa thứ 2, thứ 3 đi là chỉ có cắt mà chăm bón mà lấy tiền thôi, không phải làm cỏ. Trồng cây gai này không trôi đất, mà nó lại càng tạo đất, xốp đất, càng tốt, càng to. Đây này, nhà tôi đây này mới trồng năm ngoái này. Trồng năm ngoái trời nắng vất vả cực kỳ, mà năm nay này mới trồng được mới cắt có tuần nay này đó, mà nó lên đẹp thế đấy. Cho nên một năm là phải hơn 1 tỷ, ngày nay trừ một năm trừ đi hơn 1 tỷ. Hiện tại diện tích gai xanh toàn huyện Cẩm Thủy đạt khoảng 160 hecta. Toàn bộ vỏ gai làm ra được tập đoàn An Phước Vidami cam kết thu mua với giá ổn định. Việc liên kết sản xuất với tập đoàn lớn và được hưởng những chính sách ưu đãi như thế này, trước đây bà con nông dân chưa từng được thực hiện. Do vậy, bà con nông dân đang rất phấn khởi, hồ hởi đón nhận cây trồng mới này. Tại xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, gia đình bà Nguyễn Thị Ban vừa được thu hoạch vụ gai đầu tiên sau 3 tháng trồng. Quá nửa đời người gắn bó với nghề nông, bà Ban đã trồng đủ loại cây trồng, từ lúa, ngô, sắn đến các loại rau ăn lá. Nhưng khi nghe tin chính quyền địa phương phổ biến về cây gai xanh AP1, đặc biệt là chính sách cung cấp cây giống, hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu đầu ra sau khi thu hoạch với giá ổn định, bà đã quyết định chuyển hướng sang cây trồng này. Giờ đây, lứa gai đầu tiên được thu hoạch trong lúc dịch bệnh, nhưng sản phẩm vỏ gai sau khi sơ chế được nhà máy bao tiêu đầu ra, bà vô cùng phấn khởi. Hắn là cây công nghiệp, nhưng mà hắn là cây ngắn ngày, đầu ra là của công ty mua. Covid cũng có người mua, cho nên là bác nghĩ không có chi là, mà thứ nữa là đi nhập là cũng gần. Có nghĩa là từ đây đến công ty cũng chỉ khoảng 15-16 cây số. Cái điều kiện mà thời tiết khí hậu của Thanh Hóa thì rất phù hợp với cây gai này, vì cái lượng mưa trên 1.700 mm. Ánh sáng cũng như nhiệt độ là cũng tương đối phù hợp với cây gai này. Đất ruộng đất bãi thì bình quân mỗi năm, khi cái ruộng gai đã trưởng thành rồi thì cũng đạt được 4 tấn trên 1 hecta bình quân. Trừ đi chi phí thì bà con cũng phải đạt được từ 80 triệu đến 100 triệu một năm. Còn trên với đất đồi mà đất nó xấu hơn, trong cái điều kiện dốc mà ta không canh tác đầy đủ được thì cũng đạt được 5 đến 70 triệu trên 1 hecta. Nên là bước đầu nên là bà con cũng tương đối phấn khởi.
hiện nay đang chuyển một số cây trồng kém hậu quả, trồng gai. Hàng xóm của nhà bà Ban là ông Lê Văn Võ cũng đã mạnh dạn trồng cây gai xanh AP1 với diện tích hơn 1 hecta, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm từ cán bộ khuyến nông của tập đoàn An Phước và những hộ lân cận. Nhìn những cây gai phát triển xanh tốt, ông lại càng thấy quyết định chuyển từ cây mía sang cây gai là đúng đắn. Thì tôi trước mắt tôi bây giờ là tôi mới làm mấy vụ, như vụ thứ hai lứa hai, thì lứa ba tôi mới rút tiếp kinh nghiệm nữa. Từ tôi tin chắc nếu mà dày dặn chăm sóc tốt thì anh phải được hơn 1 tấn như một em. Hơn 1 tấn mà trong đó 1 năm chặt 5 lứa. Thì tôi tính ra là có trừ công nhân đi, biết tôi cho là bỏ phân lung tung đó, cho hết hẳn 20 triệu. Thì trong đó là mình vẫn đang còn được 7 đến 80 triệu. Giống gai xanh mà bà con nông dân ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đang canh tác là giống gai xanh AP1 được tập đoàn An Phước liên kết với Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu và tuyển chọn. Năm 2018, giống gai này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức công nhận và được phép phát triển diện rộng trên cả nước. So với giống gai truyền thống, giống gai xanh AP1 này có rất nhiều ưu điểm vượt trội. Cái giống này sinh trưởng rất mạnh, thân rằng, không phân cành, có thể cao tới 3 mét hoặc hơn nữa và có thể lưu gốc tới 7 đến 10 năm. Mỗi năm thu hoạch 4-5 lần, cái chân thằng năng suất của nó lại cao, cao gấp 2 đến 2 lần rưỡi so với các cái giống gai cũ. Cho nên đây là cái cây mà rất lý tưởng. À, độ dài sợi có lẽ là không có loại sợi nào dài như nó, dài tới 2-3 mét. Cái sợi là rất quan trọng, rất dài và độ bền. Người ta thấy là cái sợi gai này nó bền so với bông là gấp 8 lần sợi bông, gấp 7 lần so với sợi tơ tằm. Cái độ bền nó rất quan trọng. Một điểm cộng nữa của cây gai đó là cây trồng này không chỉ bền vững, hiệu quả cả về khía cạnh sinh kế mà còn về cả môi trường. Nhà máy chỉ thu mua vỏ gai sau khi tuốt, còn lại 70% sinh khối của cây bao gồm lá và lõi của cây được trả lại cho đất để tăng độ phì nhiêu của đất. Hơn nữa, đây cũng là cây trồng có sức chống chịu tốt với các loại sâu bệnh, nên bà con hiếm khi phải dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Sức khỏe của chính họ được đảm bảo. Tốc độ cây gai này từ vụ thứ hai có 50 ngày cho nên là cây cỏ không kịp sinh trưởng. Ví dụ như ta trồng cây sắn hay cây ngô lâu ngày liên tục trên miếng đất chuyên canh thì sẽ làm bạc màu cái đất đi. Thì sau khi ta thu hoạch sản phẩm thì không để lại cái gì cho đất cả. Nhưng mà riêng cây gai này các bạn thấy là cứ 1 hecta mỗi năm ít nhất phải để lại ngoài ruộng này 85 tấn phân hữu cơ. Mà cái gai là một cái cây có tỷ lệ đạm rất cao trong cái thành phần của lá gai. Mà ta làm bánh gai ta ăn được rồi đấy. Hiện nay cây gai xanh đã và đang được trồng nhiều tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La với diện tích xấp xỉ 2.000 hecta. Trước hiệu quả kinh tế mà cây gai mang lại, chính quyền và nhân dân nhiều địa phương đã đón nhận cây trồng này rất hồ hởi. Để đảm bảo việc sản xuất bền vững, một nhà máy chế biến sợi gai 600 tỷ đồng đã được xây dựng tại tỉnh Thanh Hóa với quyết tâm xây dựng mô hình khép kín để phát triển vùng nguyên liệu cây gai và tổ chức sản xuất sợi gai thành phẩm. Công nghệ dây chuyền sản xuất được nhập từ Ý, Đức và Trung Quốc. Sản lượng đầu ra dự kiến mỗi năm là 1.700 tấn sợi gai và khoảng 1.400 tấn bông gai. Do đó, tập đoàn An Phước đang nỗ lực mở rộng diện tích trồng cây gai xanh, xây dựng mối liên kết sản xuất bền vững giữa doanh nghiệp và người dân. Bác Lại Văn Thoan sẽ lên giúp ban tổ chức trao giải cùng với cả bác Trịnh Văn Toản. Một tay thật lớn và xin được một tay thật lớn để chúc mừng đội của chương trình cho đội An Phước và cùng chụp ảnh lưu niệm với chương trình. Đây, đội An Phước. Gần 2 năm nay, kể từ ngày đại dịch COVID-19 bùng phát, cánh đồng xã Rạng Đông mới có được không khí sôi động như hôm nay. Với quyết tâm kiểm soát dịch bệnh song song với phát triển kinh tế, dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên phối hợp với tập đoàn An Phước Vidami tổ chức ngày hội xuống đồng, vừa để giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây hiểu rõ về cây gai xanh AP1, một cây trồng mới lần đầu được đưa vào canh tác tại vùng đất này, cũng là để cổ vũ tinh thần cho nông dân sau một thời gian dài bỏ trống ruộng đồng vì dịch bệnh. Nếu như cây gai địa phương nó chỉ được 1 mét hoặc là chưa đến 1 mét thì giống gai AP1 nó có chiều cao khoảng từ 2,5 mét đến 3 mét và đặc biệt là sinh trưởng phát triển rất tốt, chỉ sau trồng độ từ 2 đến 3 tháng là có thể cho thu hoạch rồi và cái năng suất
cái vỏ gai khô nó cao hơn rất nhiều so với giống gai địa phương. Nó rất ít hoặc là không có sâu bệnh hại. Đấy là một cái ưu điểm rất lớn đối với giống AP1 để trồng phát triển ở các vùng nguyên liệu. Đây là cái giống được xem như là giống nó thân thiện với môi trường vì gần như bà con nông dân không phải dùng thuốc bảo vệ thực vật. Ngay trong đợt sản xuất đầu tiên này, Hợp tác xã Dược liệu Tây Bắc tại xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã dành 12 ha để trồng mới cây gai xanh AP1. Tập đoàn An Phước Vidami cung ứng toàn bộ giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, ký kết hợp đồng bao tiêu toàn bộ vỏ cây gai xanh cho đồng bào sau khi thu hoạch. Vì thế, người dân rất phấn khởi và yên tâm sản xuất sau chuỗi ngày bỏ trống nương rẫy vì đại dịch. Cũng lần đầu tiên hợp tác xã bắt tay để liên kết với lại một tập đoàn, một đơn vị khác. Thì cũng rất mong muốn rằng là bên tập đoàn An Phước hỗ trợ cho chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện được cái dự án một cách hiệu quả nhất. Trước đây thì hợp tác xã tự làm, tự tìm hiểu nên là có những cái lúc mà nó cũng đi chưa được đúng hướng. Hợp tác xã Dược liệu Tây Bắc thành lập năm 2019. Từ khi thành lập, hợp tác xã liên kết với bà con nông dân trồng cây dược liệu với diện tích canh tác lên đến 500 ha. Trước khi dịch COVID-19 ập đến, hợp tác xã đã tiến hành trồng hương nhu lấy hạt để xuất khẩu. Thế nhưng gần một năm trở lại đây, khi các thị trường nhập khẩu hạt hương nhu đóng cửa, bế tắc đầu ra, nhiều diện tích trồng hương nhu để hoang cho cỏ mọc, nhiều nông dân thì quay trở lại trồng ngô, trồng sắn. Vẫn biết rằng hiệu quả kinh tế thấp, nhưng họ buộc phải tiếp tục với cây trồng truyền thống này để có kế sinh nhai. Vì thế, khi biết tin chính quyền địa phương sẽ xây dựng thí điểm mô hình liên kết sản xuất trồng cây gai xanh AP1, doanh nghiệp sẽ cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, thu hoạch và bao tiêu đầu ra, bà con rất phấn khởi. Hợp tác xã thì rất mong muốn rằng là cái lần hợp tác này với lại tập đoàn An Phước để trồng cây gai xanh là sẽ đạt được kết quả. Từ đó có thể nhân rộng cái mô hình này ra để các bà con sẽ học và làm theo, thay đổi được cái cuộc sống, tư duy trong cái sản xuất. Và cũng rất mong rằng là tất cả cùng đồng lòng để làm thì có thể là thành công. Thời gian qua, tập đoàn An Phước đã tích cực chủ động làm việc với các cơ quan khoa học chuyên môn, các đơn vị quản lý ngành nông nghiệp, các địa phương và bà con nông dân để phát triển và mở rộng diện tích trồng cây gai xanh, xây dựng mối liên kết sản xuất bền vững giữa doanh nghiệp và người dân. Cây gai xanh là cây trồng mới, vì vậy đề nghị tập đoàn An Phước tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, tổ chức tập huấn hướng dẫn các cái quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho người dân. Xây dựng triển khai cơ chế chính sách khuyến khích phát triển, đồng thời cam kết thực hiện các cái mô hình liên kết theo chuỗi giá trị với sự tham gia của các nhà để nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững cây gai xanh trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Lần đầu đưa cây gai AP1 đến với huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, rất nhiều các câu hỏi về cây gai AP1 cũng như những vấn đề liên quan đến hoạt động liên kết sản xuất giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đã được chính quyền địa phương và đại diện doanh nghiệp trực tiếp giải đáp. Trong đó thì có 4 dân tộc cùng chung. Kính thưa các vị đại biểu, tên tôi là Cào Văn Sơn, là trưởng bản Hoàn Nam Mu. Thì nhà tôi cũng như mấy anh em họ hàng, đất thì nhiều thì muốn chuyển sang trồng cây gai AP1. Nhưng tôi muốn hỏi, nếu như chúng tôi hợp sức lại với nhau, cùng nhau thành lập một nhóm tổ hợp tác thì An Phước có ưu đãi gì hơn so với các hộ riêng lẻ không? Nếu như làm được với quy mô lớn, làm nông nghiệp thì các anh các chị biết rồi, chúng ta sẽ giảm được cái tiết kiệm được rất nhiều các cái chi phí. Ví dụ như là thay vì mua một tạ phân thì chúng ta có thể mua được một tấn phân. Mua một tấn phân thì giá nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Thay vì chúng ta đầu tư mỗi nhà một cái máy tuốt thì bây giờ cả 10 nhà chúng ta chỉ mất độ 5 cái máy thôi. Khi mà tập hợp được hàng hóa rồi, chúng ta giảm được cái chi phí vận chuyển, đúng không ạ? Từng nhà một mà chuyển đi thì tốn chi phí, nhưng các nhà gom lại với nhau sẽ giảm được chi phí. Khi mà các anh các chị tham gia vào cái chuỗi của chúng tôi thì các anh các chị thường xuyên được đào tạo, được tập huấn, được đồng hành cùng chúng tôi trong cái việc sản xuất cũng như là tiêu thụ sản phẩm. Thì chúng tôi sẽ thành lập ra những cái trung tâm, ví dụ như trung tâm học tập về cây gai, trung tâm sản xuất cây gai, để ở đó chúng tôi sẽ đào tạo ra những tiểu giáo viên đấy. Những tiểu giáo viên này
sẽ đi đào tạo ra những người giáo viên khác nữa để lan tỏa cái mô hình sản xuất cây gai này với cái quy mô lớn hơn nữa, ngày càng lan tỏa và khi đó thì chúng ta thành được một cái vùng cây gai xanh rất là lớn, trù phú và mang lại được cái lợi ích kinh tế cho từng hộ gia đình cũng như là từng tổ nhóm hợp tác của chúng ta. Chúng tôi muốn hỏi giá thu mua vỏ cây gai xanh nay có ổn định không? Nhà máy dựa vào những tiêu chí nào để đánh giá sợi gai làm ra mà chúng tôi làm ra có đạt hiệu quả không? Vì chúng tôi chỉ biết làm ra sợi gai chứ chưa biết chất lượng của vỏ gai có tốt, xấu như thế nào. Vì cái này liên quan đến lợi ích của bà con rất nhiều ạ. Về tiêu chuẩn chất lượng thì các anh các chị không sợ là mình làm ra thì lại có một cái đơn vị nào người ta tự đánh giá cho mình mà đáng nhẽ của mình là loại 1 mà lại bị đánh giá loại 2. Bởi vì ở đây chúng tôi có một đơn vị là một cái bộ phận kiểm soát chất lượng độc lập với công ty. Họ đánh giá rất công tâm và tất cả các chỉ tiêu về chất lượng đều được đánh giá bằng máy. Còn cái giá trung bình thì nó phụ thuộc rất nhiều vào chủng loại. Chúng tôi đang chia ra thành 3 loại, dựa vào chiều dài, dựa vào độ ẩm, dựa vào cái tạp chất có trong vỏ gai. Vỏ tạp chất là cái gì ạ? Vỏ tạp chất là những cái vỏ lõi ở trong cây khi mình tuốt nó chưa ra được sạch, hoặc như là cái cây cỏ nó leo lên trên cái cây gai chẳng hạn thì đấy cũng là gọi là tạp chất, hoặc là khi mình tuốt nó không ra được hết những cái vỏ ngoài thì cũng là tạp chất. Và giá chúng tôi cam kết mua giá ổn định trong vòng 10 năm, tất cả những cái điều về giá, về tiêu chuẩn chất lượng đều được thể hiện trong cái hợp đồng khi mà các anh các chị ký. Tham dự chương trình còn có đại diện các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào sản xuất để bà con nông dân được tiếp cận với các nhà cung cấp sản phẩm uy tín, chất lượng, giá thành ổn định. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con từ lúc trồng mà khi bà con được thu hoạch có sản phẩm bán thì chúng tôi mới thu tiền phân bón, đấy là một cái hỗ trợ về tài chính. Và tôi mong từ hợp tác này đến bà con nông dân phát triển mạnh thì chúng tôi đầu tư mạnh hơn. Lại có thêm một hợp đồng được ký kết. Mô hình khép kín từ trồng trọt đến chế biến sợi sẽ đảm bảo mối liên kết bền vững giữa nông dân, chính quyền địa phương và doanh nghiệp khi canh tác cây trồng này. Sau khi trồng 12 hectare gai tại xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tập đoàn An Phước sẽ tiếp tục mở rộng diện tích vùng nguyên liệu ra nhiều địa phương khác. Ở cái vùng đất này là vùng đất rất là tốt, nhưng mà đất đã bị bỏ hoang cả 10 đến 15 năm nay rồi. Ở đây thì có một cái lực lượng lao động rất là lớn, đó là các bà con, chị em phụ nữ là những người rất là yếu thế trong xã hội và họ đang không có những cái công ăn việc làm. Mình phát triển cây gai xanh này dựa vào cái hợp tác xã Tây Bắc thì chúng tôi phát triển cây gai xanh, nhưng khác với các mô hình ở các tỉnh khác, đó là chúng tôi phát triển theo chuỗi liên kết gồm có nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp và An Phước là chủ chuỗi. Bên cạnh đó thì có một đơn vị nữa, đó là cơ quan nhà khoa học sẽ giúp chúng tôi để hình thành cái chuỗi này nó phát triển một cách bền vững. Cây gai xanh đã và đang được sản xuất ở rất nhiều địa phương như Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Lạng Sơn với diện tích gần 2.000 ha. Năng suất chất lượng vỏ gai vượt trội gấp 2 đến 2,5 lần các giống gai cũ. Từ năm thứ hai trở đi, trung bình cứ 4-5 ngày, cây gai lại cho thu hoạch vỏ một lần. Những năm gần đây, theo tín hiệu từ thị trường vải sợi, thời trang cũng như đánh giá chuyên môn của các nhà khoa học, vải làm từ sợi gai sẽ là xu hướng của ngành thời trang hiện đại, bởi loại vải này không những bền mà còn dễ nhuộm màu, có khả năng kháng khuẩn cao, chống được việc bám bẩn tự nhiên, chống được nấm mốc, có độ bền cao đối với ánh sáng, tốc độ khô nhanh khi phơi, chịu được nhiệt độ cao khi giặt. Vì thế, sự tiên phong của tập đoàn An Phước trong việc đưa cây gai xanh AP1 vào sản xuất, mở rộng diện tích canh tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ vỏ gai với người nông dân đã mở ra một thời kỳ mới đối với cây gai xanh. Những nương đồi mướt một màu xanh, những nụ cười hạnh phúc của người nông dân trên đồng ruộng. Việc sản xuất cây gai xanh theo chuỗi liên kết không chỉ giúp cho nông dân xóa đói, giảm nghèo mà còn góp phần có hiệu quả vào hoạt động tái cơ cấu nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của các địa phương.